Rồi cháo của chị không có đâu. Ở đây mà em đi tìm gánh cháo này không có đâu. Bảo đảm luôn á. Thì cái nghề này chị bán mấy chục năm rồi mà. Cháo bò thì nhiều nhưng mà gốc Huế thì không có. Chúng tôi khi chị mờ rã dơ là nó đóng luôn á. Không còn ngay nấu ế hết. Chứ thay vì ngon 5 mà giờ ăn là phải ngon lên 7. Chứ vẫn ngon 10. Từ đó là mình cho ngang đó đừng quá 10 là ai cho điểm 10 thì mình nhận thôi. Chắc dám bóc tay lỡ mất con bị la nữa. Có gân chứ. Bóc gân phải có gân chứ. Gân. Tao phạt đó. Nói có mà không là người ta la lắm. Dạ. Phải uy tín. Không có lầm bậy nha. Chậm là phải chắc chắn. Hôm nay là mua về em. Rồi cô bóp rất là bình thường. Chứ một phần này là chị bán 50k. Dạ 50k. 50. Ừ. Bình thường là nhỏ nhất đó. Ừ. Nói chung là câu điểm mà giờ hỏi chị câu điểm là mấy giờ là giờ không biết, nó đông nghẹt tới chiều luôn. Giờ không biết cái giờ nào câu điểm luôn á. 4 cục giờ chị cho một miếng nước miếng huyết cô cho nóng được không? Ok. Dạ 4 cục lần thôi nha. 4 cục là bao nhiêu? Hôm qua mới ship đi rồi nay chạy qua. Hai Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố. Ngày hôm nay mình mời cả nhà cùng đi ăn cháo bò với Ngọc nha. Món cháo bò và món gỏi gân kiệu không phải ở Huế đâu cả nhà, mà ở đây là ở Sài Gòn nha. Nhấn mạnh một lần nữa là số 71 của Ni Sư Quỳnh Liên ở Tân Bình và ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Ở đây thì chị bán cháo bò sẽ từ lúc 12:30 cho đến khoảng 6 giờ, thì món này rất là hấp dẫn đối với Ngọc luôn. Thì mọi nơi mọi chỗ thì đều là rất là hấp dẫn nha, nhưng mà cái sự ngon hay không thì tùy thuộc vào á cái gọi là cái quan điểm, cái khẩu vị của từng người. Nhưng đối với quan điểm cá nhân của Ngọc thì Ngọc thấy rất là ok. Đây là mời cả nhà cùng vô nhìn nồi cháo nha. Dạ khách quá trời hay nha, view đang quay khách. Hội khách thì cả nhà thấy là sự đông, đông sự uy tín. Dạ rồi, cho em xếp được tay ngang lại. Xe ngang được tay nặng. Đúng rồi, đúng rồi. Xích vô chút, xích vô chút bên cô. Xích vô trong cái này, xích vô trong cái này. Bố cái bàn đó con. Rồi. Bàn đầu tiên mẹ xoay cho. Cho mẹ cái... Giờ là 12 rưỡi là chị ra ha. Đúng rồi. Đang chuẩn bị đồ đạc nè cả nhà. Ôi, cái nồi siêu đẹp luôn á. Dạ. Đưa cho em 2 bó đi anh, 2 bó. Lấy giùm em 2 bó. Cái đó là gì chị? Bò viên gân đó em. Dạ bò viên gân. Ừ. Bò viên nhưng mà loại này đặc biệt là có gân mình xay mình dồn vô. Ừ. Không phải là bò viên bình thường nha. Ừ. Cho nên là mình ăn nó sẽ sần sật ha. Đúng rồi, sần sật. À, trời ơi đẹp quá. Rồi cháo là với lại thịt đồ này kia là trong đó hết luôn hả chị? Nhiều lắm, còn nhiều nữa, nhà đưa ra nữa. Còn trong nhà lòng bò rồi nè. Ôi, cái nồi quá chất lượng luôn á, cả nhà. Rồi cháo của chị không có đâu. Ở đây mà em đi tìm gánh cháo này không có đâu. Bảo đảm luôn á. Thì cái nghề này chị bán mấy chục năm rồi mà. Duy nhất là chị là giống như cháo bò này là theo kiểu gốc Huế luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cháo bò thì nhiều nhưng mà gốc Huế thì không có. Ít. Nó bị lồn hết. Bị lai hết. Ở đây nhưng cái nồi kìa xuất sắc luôn chị ơi. Má ơi đẹp quá. Đẹp không? Em lần đầu tiên thấy luôn nha. Vậy hả? Tại vì hồi xưa giờ giống như cháo bò bình thường kiểu miền Nam thì em có thấy rồi. Ờ cho mình dắt xe qua đi Sài Gòn phố ơi. Sài Gòn phố ơi. Dạ. Ủa chị cũng có coi nữa hả chị? Dạ đó. Trời. Mà nói gì cũng còn em. Dạ. Dạ sao chị? Đó, thấy chưa, thêm chị khen đẹp gái nữa đúng không? Cảm ơn chị. Nhưng mà những cái hình nó khác ha. Ở ngoài đời đẹp mà. Ngoài đỡ đỡ hơn hả? Ngoài đẹp hơn trong hình nữa. Dạ. Cho cái mâm anh, cái mâm. Đây là chị đang chuẩn bị nha cả nhà, tại mình cũng đến sớm.
anh chị đang chuẩn bị. Chuẩn bị bữa nay phải giờ. Từ từ. Dạ. Chị không có vội được. Tại món này cực hả chị hả? Đúng rồi. Anh thấy giờ chị đang thệt mệt thở đây nè. Mệt thở. Để còn còn lại nha. Cả người con. Cho mẹ xin mấy cái thố đi con trai ơi. Có nghĩa làm này thì tốn công thôi, làm cho kỹ. Cái lòng bò này kỹ lắm. Dạ. Kỹ không thôi là nó bị có mùi á. Ừ. Ta ăn là người ta sẽ chê. Dạ. Đúng rồi. Có thể là cho chị gửi bên này nha. Chị bỏ ra. Dạ. Chị đổ cái này ra mới được. Cái này là dồi sụn bò này bác. Dạ. Cái này là nhà mình làm một ngày chỉ được chừng này thôi, còn muốn thêm nữa chị cũng thua luôn. Nó kỳ công lắm. Dạ. Đây là riêng, cái này là đặc biệt là sụn bò nha, không phải là sụn. Cái này là riêng độc quyền luôn đó. Cái này là bảo đảm luôn. Ừ. Không có ra đâu. Dạ thôi. Chắc chắn 100% đó. Nếu dạ. mà sụn bò mà mua là không có. Dạ. Phải làm. Có nghĩa là chị phải đặt theo kiểu nhiều. Không. Hả? Chị làm theo kiểu nhà mình làm mà. Nhà mình làm. Rồi, ngày xưa ở quận 9 là chị làm lòng heo. Dạ. Nhưng mà giờ vô đây do mình bán bò là mình phải xay bò mình làm. Wow. Đúng rồi. Còn đây là bắp bò nè. Ngon quá hả chị à? Ừ. Miếng to bự mà kiểu nhìn đó. Ừ. Nó mỏng á cả nhà. Đây là chị cho. Chị không có sắc mỏng đâu nha. Dạ. Chị không có sắc mỏng. Chị làm miếng nào nó ra miếng nấy. Mà cái giò sụn này làm cũng lâu hả chị? Đó, một buổi sáng làm khoảng 5kg đổ lại, không có dạ. làm nhiều được. Vì ngày nào là chị làm xong rồi đó bán hết rồi thôi. À. Giờ em có đặt chị cũng không làm. Dạ. Đúng rồi. Vì công thức nó chỉ có chị hoặc chồng. Thế hả? Con làm không được. Dạ. Con nó không biết làm chứ không phải là... Con chị không có biết làm, dạ. không công thức giống chị được. Có nghĩa là trong công thức chỉ có duy nhất mà mình chị làm được thôi. Đúng rồi. Đó. Cho nên một ngày có mở một chi nhánh quận 11. Nhưng dạ. mà tạm thời bé đó đang nằm viện. Ừ. Cho nên đóng cửa. Vậy là chị bán công ngày này được bao nhiêu lâu rồi? Đây ở đây mới 7 tháng à. À vậy hả? 7 tháng à. Quá. Cái lại mấy cái loại này là ớt của Huế luôn. Ừ, riêng của Huế đó, ta nhìn ta biệt ớt Huế đó. Đó, ớt riêng của Huế luôn. Mình có dịp đi Huế là mình thấy mấy món này là xuất sắc rồi cả nhà. Hôm nay các chị làm đây đầy đủ hết nha. Rồi cái nước mắm ớt nè, xong rồi ớt nè, đặc biệt là cái ớt riêng của Huế nha. Là cái món này. Đây nè. Chị đổ tô tô cho mình nhìn mê quá trời quá đất rồi hả? Đã ha. Đưa cái thô trắng đó ta, cái này nè. Có thêm để theo cái gu ở ngoài quê là sẽ như này ha, để lên trên cái mẹt nhỏ. Cái chả. Có nghĩa là cái ớt ở đây là chị đem gốc Huế luôn. Gửi vô. Ừ. Dễ mà. Dạ. Trời ơi, đóng lần 5-7kg rồi món này món kia. Vậy là bao cay luôn hả chị? Bao cay. Hồi ai tin thì thích thì cho một bịch về ăn thử. Ừ. Ớt riêng Huế là bao cay thiệt. Đúng rồi, anh ơi gọi đài đó cho em dân. À, anh với chị ăn cháo gì em làm nè. Hai cháo một gỏi. Hai cháo một gỏi. Bưng nước mắm giùm cho mẹ con. Lấy con kiệu ấy. Ừ. À, từ từ. Chị hai cháu không hả? Các em mới hỏi được. Hai cháu không hay là hai cháu đầy đủ? Ok. Một tô đầy đủ. Dạ. Ok chị. Vậy là ở đây là chị có sẽ có món cháo là món gì nữa chị? À, cháo đặc biệt là gỏi bò gân kiệu. Đó. Đúng rồi. Đặc sản của Huế và chân gà bóp với gân kiệu luôn, dạ. bóp với củ kiệu luôn. Với củ kiệu luôn. Ừ? À, em thấy củ kiệu của mình hình như là có cái phần hơi hơi lên lá đúng không chị? Đúng rồi. À, đó là kiểu đặc sản mình đã từng ăn ở Huế luôn á cả nhà. Rồi. Không có lạc vị đâu. Không dạ. có chi đâu, không có lạc vị đâu. Rồi thời ủa mà thời gian trước là bán là đông rồi hả chị? Chúng tôi khi chị mưa rã dơ là nó đóng luôn á. Dạ. Không còn ngay nấu ị hết. Thích luôn. Đúng rồi, không có ngày nào. Ờ, sau này cái mới lên mạng, mới có tuần nay chứ gì hả? Đúng tuần luôn á giờ dạ. em hả? Dạ. Đây là cháo nè, cả nhà nồi cháo siêu siêu hấp dẫn luôn. Đó, trong đó là có các loại thịt lòng nè ha. Rồi là bò hết luôn nha cả nhà. Đúng rồi đây. Đó. Của bác trai á. Bác trai nhiều cháo. Thấy là mới có nói chung là giá là trường hợp khách nào ăn thì bỏ
khách nào không ăn là không có bỏ. Dạ. Cái đó là vị của người Nam. Ừ. Còn người miền Trung thì ai ăn giá bỏ không ăn thì chị không có. Dạ. Không bắt buộc phải bỏ. Dạ. Yêu cầu cháo lỏng, cháo đặc cũng tùy theo khách. Dạ. Đúng rồi. Có khách thì ăn lỏng, có khách thì ăn đặc. Mà tất nhiều cả lòng đồ này kia là mình bỏ hết vô trong nồi luôn hết ai chị thích hả? Ăn gì? Ừ. Không, lòng là chị luộc riêng, bây giờ là chị muốn để đây cho nó nóng và cho nó ngon thôi. Dạ. Còn lòng là luộc riêng hết. Ừ. Trong này chỉ có bò nè, mắt bò nè. Nghe không? Mắt bò nè, đây bò là bò con nè. Mắt bò nè. Dạ. Ha. Đó. Đó. Nguyên cái phần mắt bên kia luôn hen. Đúng rồi, nguyên đó luôn cả cặp luôn để cho quả lẫn lộn á. Nè, đây là bắp bò nè. Ngon quá. Nè. Dạ. Đây là giò bò nè. Cái này là giò bò nha. Đó. Dạ. Giò bò tơ mới hầm ra được cái nở đó đó. Nở ra đúng, đúng không? Rồi. Cái bông gân đồ la đúng, đúng rồi, rồi, đúng rồi. Ngon quá. Ừ. Cái cháo này là chị này ăn ít cháo thì chị làm ít. Ừ. Ăn rất là ít cháo. Ừ. Nhưng nếu mà một tô đầy đủ của chị là giá như thế nào? Tô vậy là bình quân là chị cứ bán một giá là 35.000 là topping đầy đủ. Dạ. Mỗi thứ mỗi miếng. Còn ai ăn thêm bò gân này thì một cục 5.000. Dạ. Ai ăn thêm nấm thì vớt 5.000. Hả? Ai ăn giò bò thì đầy đủ thì 50.000 một tô. Đó, như vậy là 50.000 một tô này. Ừ. Thêm một cái nấm, một cái thịt đó nữa là 50k. Ừ. Giờ là chị tiếp nước vô nha, nó hơi đặc á. Dạ. Rồi rồi, đợi mấy lần. Nhưng mà nếu mà nói là công thức á thì công thức này là chị nấu là giống cái đúng chất Huế. Đúng rồi. Thế chưa? Rồi, bây giờ làm cho cô xong rồi làm dĩa gỏi. Cô ơi, cô ăn cháo đầy đủ hả cô? Cô ăn mềm hay là ăn vừa cô? Dạ rồi, có giá không cô à? Ok cô. Mềm nè. Mềm. Đúng rồi, thịt mềm. Lựa cái nào mềm mềm bán cho cô nè. Cái này là lá mía của bò. Dạ. Cái này là thú linh của bò nè. Cái này là lá sách của bò nè. Cái này là mình không bao giờ không có cắt trước đúng không chị? Không. Bán tới đâu cắt tới đó. Dạ. Để nó cho giữ cái phần độ ẩm nó ngon đúng hơn. Rồi, cho nó ấm và cho nó nóng và nó ngon nữa. Rồi, bắt đầu nè. Cô ăn đặc hay lỏng cô? Nhiều cái cô này ăn đặc nha, cả nhà. Chị con? Dao hả? Dao gì? Dạo. Hai cây dao hả? Đưa đây mẹ cắt cho. Hai cây dao cũng có thể ra cả nhà có thể muốn ăn đặc cũng được, hoặc là lỏng thì chị nói chị để chị múc nha. Đặc thì múc đặc, ai ăn lỏng thì múc lỏng. Nhiều người nó thích ăn đặc. Ừ. Ở đây dứa bị xúc rồi nè. Có lá dứa nữa. Đúng rồi, đây là lá dứa này. Ừ. Đây là lấy cho nó thơm. Lòng đổ dứa nè. Thơm ngon. Rồi, anh ơi bưng cho bà chơi cho cô anh. Mà hồi trước ở quê là chị có bán món nào không? Năm 2000 là bán cháo nổi luôn á. Gì á? À, cho cô miếng giá sống rồi mà. Rồi, để mẹ lấy. Đây, nước mắm của cô nè. Vậy là chị bán từ năm 2000 đến giờ đến không 2000 là chị bán ở Huế thôi. Ở Huế không thôi. Một thời gian là chị bán cơm ngoài quận 9. Dạ. Rồi vào cái Sài này Gòn là mới cũng à, là duyên đây, cũng là cái duyên. Cho... Rồi một dĩa gỏi. Rồi tạm ngưng gặp con. Chị cũng là cái duyên luôn. Đúng rồi. Hôm nay quay được món cháo bò cả nhà, không một món đặc sản của Huế mà có thêm món gân kiệu nữa. Tại hồi trước còn quay cái video kia thì mọi người nói sao sao quay xa quá, ở Huế sao mọi người đi được và ăn. Thì hôm nay là đã có ở Sài Gòn để cả nhà thử thể là thưởng thức món gỏi bò gân kiệu nha. Tí nữa mình nhờ chị sẽ trộn cho cả nhà mình hình dung được một phần là như thế nào. Lên ngồi ghế chờ cho chị xíu nha. Cái này là ăn gỏi nè. Ăn gỏi ha. Em làm phần bình thường đó chị ơi. Cả nhà thấy là mới có mở ra thôi mà khách cơ kiếm chị quá trời rồi nè. Ok bạn. Rồi, cái này là rồi chị xới bằng tay nha. Dạ. Có bao tay mà. Có bao tay mà. Trong đây là sẽ có cái này là hành. Củ kiệu nè. Hành. Hành hương nè. Ớt cái nè. Làm bằng giấm. Dạ. Muối chua bằng giấm. Muối chua. Nhẹ nha, nhẹ thôi. Cho nó ngon mà. Đây. Đây là tay nè. Chị sẽ trộn trực tiếp ở đây cho cả nhà thấy một ngón gân gỏi bò gân kiệu nè. Gỏi bò gân kiệu. Đúng rồi. À có cái phần nạm luôn á hả chị? Đúng rồi, cái này là vừa có gân vừa có dạ, nạc nè. Có nạm, rồi chị gân. Cắt cái cha cái xua. Rồi chị tìm gân đó nè. Dỡ cái xô này lên giùm em. Ok.
kia. Hả? Nói chú đợi cho mẹ xíu nha. Rồi có gân à. Có gân chứ. Bóp gân phải có gân. Bóp chứ gân. Tao phạt đó. Nói có mà không là người ta la lắm. Dạ. Phải uy tín. Không có lầm bậy nha. Chậm là phải chắc chắn. Anh đây là mua về anh. Rồi cô bóp rất là bình thường. Cho mẹ miếng nước mắm mặn em đi. Xíu tiêu nè. Xíu này nè. Cho miếng nước mắm mặn anh. Cái này lấy đi. Anh chị ăn cay được không? Đặc biệt là sẽ có ớt Huế. Nước mắm mà ớt. Cho em cái gì anh ơi. Có là đậm trưng luôn cả nhà. Chứ một phần này là chị bán 50k. Dạ 50k. 50. Đặc biệt thì các bạn muốn ăn nhiêu ăn, chị chỉ cho phần nhỏ nhất thôi. Dạ rồi, nhỏ nhất là 50k là đầy đủ như vậy nha cả nhà. Nãy giờ thấy chị cắt là cả nhà hình dung được một phần rồi đúng không? Rồi cho bạn kia một tô mang về hả? Cho một chảo ăn thêm. Một chảo ăn thêm vừa không có lỏng hả chị? Hồi nãy giờ thấy lượng khách là biết uy tín rồi. Mới mở ra thôi, mới dọn ra thôi cả nhà mà lo chị đó, có thấy em không? Qua giờ này em qua chập nữa em không làm được không? À, gì bảo mà. Đảm luôn, đông lắm. Chập nữa là chị biết mà, cái lượng này mà chị bán tới 6 giờ hết, em nghĩ. Vậy là chị sẽ bán. Cái này cháo ăn thêm nha. Dạ, cháo ăn thêm. Cho nó bị sút lá dứa mà nó bị. Đúng rồi, để chị gấp ra. Dạ. À, từ 12 rưỡi cho đến khoảng 6 giờ là xong nha cả nhà. Hôm nào cháo không? Nhìn quá rồi rồi. Giá hả? Đây anh. Rồi đưa giá cho anh nè. Vô vô kiếm dùm cho em cái bịch rồi. Để em buông kêu. Lắm lúc mình quay vậy á cả nhà, nhưng mà có khi thì mình không có quay các anh chị khách nhiều. Tại vì để cho mọi người thoải mái ăn, cho nên mình chỉ quay xa xa để cho mọi người thấy được là à cái lượng khách như vậy thôi á, để cho tiện hơn. Còn nếu mà cô chú anh chị mà kiểu có thích á, nhằm khi muốn nói về quán thì mình mới quay phỏng vấn cho mấy anh chị thôi cả nhà. Là bịch mang về. Dạ bịch mang về. Có hộp đem về không? Dạ có anh, lấy hộp hay lấy bịch anh? Có hộp. Cho một hộp một nắp em ơi. Mở bịch đi anh. À bịch đem về. Cho mấy thứ của chị. Dạ rồi anh cứ chỉ là em bỏ đầy đủ nha. Rồi thanh long nè. Dạ rồi. Ăn gì chọn được đó hả chị? Đúng rồi. Thằng nào muốn ăn gì ăn. Cái này chắc lúc sơ chế. Dạ. Dạ được 7 tháng rồi anh. Rồi cháo bò nè. Dạ cháo bò. Rồi móc cái này ngoài kia cho anh tới lấy nè. Mình thấy giữa có hai loại cháo bò, mình đã từng quay một loại cháo bò ở miền Tây, hai là cháo bò ở Huế. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái đặc trưng riêng ha, cả nhà thấy ha, rõ ràng mà. Huyết đây là huyết đặc, còn ở quê mình sẽ có cái phần huyết nở nằm trong cháo nữa. Giòn, cái này giòn mà ngon. Cái đó là cái gì chị? Cái này là thú linh. Thú linh à? Cái này là tổ ong nè. Dạ. Cái này là thú linh nè. Thú linh nè. Dạ đây là lá mía nè. Vậy lòng coi như là cũng đủ hết, bộ hết lại chị. Rồi để xíu là chị sẽ nói về đây là lá mía nè. Ừ. Rồi hôm nay anh ăn là dồi nè. Dồi. Dồi sụn nè. Rồi đây anh, để đưa cho anh. Rồi cái này đúng không? Ôi, dữ dằn chua. Con mẹ cái đó nó bông cháo ra là nhìn chiên rất là ngon, dẻo. Có những cái dai nó sực sực. Cái chú rất là thích. À trong cái xô vậy? Nhựa, trong cái xô nhựa. Đây nè. Ủa không có luôn. Gì vậy ta? Ít cháo có nhiều anh? Sa tế đó là ớt rim của Huế hả chị? Đúng rồi, ớt rim là chi rim hồi vậy. Ừ. Cháo nhiều hả anh? Đúng rồi. Hai người ăn. Anh có ăn thêm nấm huyết bò viên rồi gì không? Cho nấm thôi. Ok anh. Lỏng rồi đặt anh hai. Dưa được anh. Được ok anh.
có giá gì vậy? Dạ rồi, để giá em để riêng cho anh nha. Hình như là tại Sài Gòn thích ăn giá phải không? Đúng rồi bạn. Chứ ở quê thì hình như em thấy ít có cái giá chung. Đôi lúc ai hỏi thì bỏ thì mình bỏ. Dạ. Còn không lấy thì mình không có bỏ. Cho nên là chị để riêng. Cho bác miếng chanh này con. Rồi, để rồi, để rồi. Nhiêu hả chị? Dạ của anh là 65 ngàn. Rồi thêm bịch mắm gừng nữa anh ơi. Ok, bạn sao lắm thôi. Đúng rồi, của bác 65 ngàn. Quanh, vô. Bánh rồi mà. Rồi của bác nè. Rồi mời bác. Em trai ăn cái gì em trai? Quanh. Tại cho anh hoành trình. Không bỏ đi đây nè. Không bị không đô luôn. Không cắt nhỏ, em chỉ tỉa nhỏ cho anh cho nó mềm lắm rồi anh. Có đâu giá không anh? Đâu giá. Dạ nhiều quá nè. Có nhiều xíu. Nhiều rau giá, nạm với móng. Vậy tổng là khoảng một mấy món chị? Mấy cái món lòng trong đây ta? À, tất cả của mình nè, món là ngon nhất á, là lá sách. Thăng long. Tổ ong là ba rồi đúng không? À, phèo, phèo bò nha. Bốn. Phèo. À, lá mía. Dạ, năm. Là trong quán mình đó nha, dạ. Còn nếu đủ là không có đủ à. Dạ. Có những thứ mình không có bán. Dạ. À, nạm bò. Dạ, sao? Dò bò. Dạ, mẩy. Thăng long, tổ ong, lá mía, lá sách, phèo, dựng bò. Rồi á... Chắc mười mấy món. Cũng nhiều á. Dạ. Chạy lại mới vừa ăn qua luôn á. Trời ơi. Không để mẹ mà hồng lên rồi. Cái nó bung ra là tròn bịch giò, nhìn bún trời bịch. Ơi nó đã nó mềm mà nó bung ra nhìn nó đặc lắm. Giò này là giò đặc biệt đi, là nay lặn lội từ Bình Thạnh qua đây để ăn tiếp à. Ăn một lần rồi là bốn cục riêng mà bốn cục bún bịch hả? Bốn cục thêm nữa, thêm nữa ha. 160 bốn cục thêm 160 nữa. Tính tiền con ơi tính tiền con ơi. Hai tô đây, hai tô đây. Hai tô bàn nào? Hai tô bình thường á 70 ngàn bàn luôn. Mà khách còn phải đứng chờ nữa là cả nhà ha. Bên kia là kính bàn luôn. Còn khách bên đây thì đứng chờ để mua mang về. Rồi. Rồi, con quái. Rồi ba con quái. Quái thì nhanh rực rẹt. Cho hộp sẵn đi bạn ơi. Có luôn sẵn cái hộp đó. Một phần đặc biệt mang về. Cho bánh vào hộp đi anh hai ơi. Đây là chị đây. Còn ba phần gỏi nữa nha bạn ơi. Cây không bạn ơi? Gừng có kiệu, hòa lẫn trong đó. Rồi có thêm là chị bỏ bỏ chanh vào cho thơm chứ không phải ẩu đâu nha bạn. Từng thao một, nếu nào mà cả nhà order cách nào gọi thì chị mới làm thôi. Chứ không phải làm sẵn trước. Nói anh chạy xe qua bên đường cho mẹ cái. Rồi anh có thể đậy lại cột bỏ vào bịch giùm em nha, một phần nè. Ủa chị cái đó phần đó là 50 một đó. Phần 100, cái đó là đồ ngon. 100, dạ đúng quên. Cái này gọi một phần bự. Cái này là toàn hàng ngon chứ không có làm đồ tầm bậy cho mấy bạn này được. Mấy bạn này từ xa tới phải làm đồ cho ngon. Bỏ vô bịch bạn ơi. Cho hộp xuống đi bạn ơi. 300 gỏi, 300 rưỡi cháo là 600 rưỡi và 360 bên kia là mấy? 360 rồi. Rồi. Con anh con dạ.
Đấy. Phải không theo phải làm gì không 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 ăn không giả. Nói đưa cho mẹ xíu nha. Rồi rồi. Rồi đừng đó đi chơi đó. Ủa. Dạ. Đấy đấy, đây thuộc bé Ngọc. Ừ. Cái này phải 21 cái mặt bằng hơi to to chứ. Đúng mua cái dinh độc lập mà hỏng quá. Tới công chuyện. Quá xâm tụ luôn. Bạn này lâu rồi nè, bạn đứng lâu cho bạn một cái để bạn hai bạn kia tới chứ bạn phần đặc biệt hả? Lòng hay là giò hay là đầy đủ luôn? Đầy đủ. Ok. Lấy cái bịch đại ca. Đây toàn đại ca dân hồ không à. Ngọc mời cả nhà ăn món hôm nay là món cháo lòng nha. Mỗi ngày một món nha cả nhà. Đó. Hôm nay là sẽ đến một món cháo lòng đặc sản của Huế nha. Được chị là chị người Huế luôn làm và bán ở tại Sài Gòn. Thì cả nhà có thể thấy đây là một cái tô của Ngọc là Ngọc gọi nè để cầm lên cho cả nhà nha. Cả nhà xem thử nha. Thì Ngọc thấy lúc nãy khi mà chị múc ra cái phần gân, cái phần nguyên cái giò rất là ngon luôn, cho nên thành ra là mình đã gọi. Mình đã gọi phần này, cả nhà thấy không? Trời ơi, cái gân nó rất là trong nha, thơm. Mà đứng kế bên đó quay mà đói thôi là đói luôn rồi ha. Khi mà nó bong ra với lại phần tủy nè, này cái ống tủy nè cả nhà, đó nhìn nồi cháo quá trời hấp dẫn luôn ha. Rồi một cái phần nữa mà không có thể thiếu đó là phần ớt đêm này là đặc sản của Huế luôn. Và mình thấy là sau mấy tháng mà mình không có đi du lịch nữa thì ở tại chỗ chị sẽ được trải nghiệm những cái món này tại Sài Gòn luôn, thì rất là dễ cho mọi người khi xem kênh hen. Đây không có gì ta, lấy cái đũa đi dứt ra đi và cả nhà mình đều xem. Cái ớt rim này cho chút vô thôi chứ Ngọc thì không có ăn cay lắm. Thì ớt này là gọi là bao cay luôn. Và cái đặc biệt thêm nữa, cả nhà ở đây là tập hợp những cái món mà về Huế. Thì đây là một món là món gân kiệu. Món gân kiệu à cả nhà ha. Gân kiệu là một món hình như là cũng đã giới thiệu cho cả nhà là ở Huế rồi đúng không? Thì hôm nay mình ăn ở đây thử coi nha. Trước đó phải ăn cháo trước hả? Ăn cháo xong rồi tới ăn gỏi ha cả nhà. Thơm, thơm thơm luôn. Các nhà biết không? Rất là dạng thơm, thơm bỏ trong đây nha. Nhưng mà ý là cái mùi nó là mùi thơm nha cả nhà. Cái cách mà chị làm nêm nếm gia vị đậm đà, hoặc là đậm đà theo cái kiểu mà mình thích. Tại không biết là ở đây có thể thay đổi khẩu vị theo miền Nam hay không, nhưng mà thấy là gia vị rất là đậm. Cái mà quan trọng nhất trong cái phần linh hồn của món này là tất cả những cái bò đều núng núng và rất là hấp dẫn. Bây giờ cắn thử một miếng, chấm một miếng nước mắm gừng và hơi chua, cái cục gân chua. Vốn dĩ là Ngọc đã rất thích ăn gân trong rồi thì hôm nay nhìn này là phải thèm thôi. Chớ là chấm dưới đây rồi sao ăn ta. Tại cái cục nó hơi to. Phần da siêu dẻo. Dẻo thơm, cái độ sần sật vừa phải nha. Tại vì kiểu món này á, đặc biệt là tại có gân á, gân trong nhiều khi thành ra là sẽ dẻo nhiều hơn. Sần sật của phần da về cơ bản là mình cảm thấy là mê. Tiếp thích ăn cái cục gân này quá. Còn thấy hơi khó để tìm một cái cục gân. Thường ngày mình ăn lẩu á, thì thường sẽ có. Nhưng mà những cái hôm giống như này á, thì giống như kiểu mấy cái món mà ăn mà bình thường giống như là một cái món ăn riêng lẻ mà bán thì ít được cái sợi cái cục giò mà to mà kiểu như này đâu lắm luôn cả nhà. Mình có bụng hoành tráng mà nó tươi.
cả đều hòa quyện thơm nha, không có để lại mùi nên mọi người cứ yên tâm ha. Thêm cái phần cải xanh nó thêm thơm vô cái nó thơm hơn cái phần cháo của mình. Sự kết hợp này giống như là kiểu đặc, cũng đặc trưng luôn á cả nhà. Có thêm cải xanh. Ngon thiệt. Điều á mà làm quan trọng trong món này Ngọc thấy là cái độ tươi của bò rất là quan trọng luôn. Khi mà mình ăn là mình phải nếm được cái tươi ngọt của đục của bò, thì khi đó là mình mới làm có cảm giác là cháo nó dậy và thơm ngon hơn. Đây nè, thấy không? Giữ được cái độ ẩm nha, gân nha, và nạm rất là ngon. Một cái phần là chị lấy nguyên cái khoanh luôn cả nhà, nhưng mà chị sẽ cắt vừa vừa ra để cho mình khi mà mình ăn nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi, đây. Dẻo nha, cũng còn sần sật nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ tới món thứ hai. Ngoài ra thì chị còn có bán chân nữa nha, chân gà nha, chân gà bóp gỏi nha cả nhà. Đây là món gân kiệu nha. Đây là sẽ cho cả nhà thấy hình dung dễ là sẽ có gân nha, gân nhà nạo nha. Rồi có dòi sụn nha và kiệu đây nè, cả nhà đó là kiệu nha, dạng bóp gỏi. Giống như là kiệu sẽ làm nước kiểu chua, kiểu hơn ăn chua. Sau đó xong rồi để với lại các nguyên liệu, các lòng bò này kia, các mình sẽ bóp theo kiểu mặn mặn ngọt ngọt, không có ngọt lắm, có mặn mặn, vừa phải thôi. Dẻo. Thiêu dẻo. Thấy không cả nhà, ở chỗ chị thì sẽ có chỗ ngồi, nhưng mà mình đang ngồi ở bên đây gần tủ, mình đang ngồi gần tủ nên kiểu quay vòng lúc sẽ có thấy cái cột này nha, nhưng mà không sao, nhưng mà hơi cay nha, chết rồi. Mình nói rồi, tại vì phần á ớt của Thế là thật sự rất là cay, cho nên cả nhà là khi mà bạn nào fan mà bạn nào mà thích cay á là đây là món chọn lựa chọn số 1 luôn, số chắc luôn. Còn mà bạn á mà thích kiểu mà ăn ăn mà tầm tầm như vừa vừa như Ngọc thôi á thì nhớ dặn chị để chị làm gia giảm gia vị ha, để có thể là ngon hơn nha cả nhà. Đó, nhưng mà cái độ cay ớt Thế nó nồng nàn lắm. Nó ngon. Vừa chua vừa ngọt, có củ hành thêm thơm. Mà thêm ở đây Ngọc thấy cũng phong phú hơn rồi, có thêm dời sụn đồ bỏ vô nữa, nó sẽ làm phong phú món gỏi hơn. Ok. Để Ngọc nhắc lại nha. Thì hôm nay thì hai món, thì đối với quan điểm cá nhân của Ngọc thì Ngọc thấy khá là hợp lý, khá là ok. Bởi vì nó hợp khẩu vị với Ngọc và cháo là đậm đà luôn nha cả nhà. Thịt tươi nè. Nếu mà cả nhà mình thấy thích món này mà kiểu mà có những dịp mà chưa có thể đi ra Huế để thưởng thức những đặc sản của Huế thì cả nhà có thể là ghé ở đây ở số 71 của Ni Sư Huỳnh Liên, quận Tân Bình. Ở đây là bán từ khoảng 12 giờ rưỡi nha cả nhà cho đến khoảng 6 giờ nha. Theo Ngọc thì món hôm nay là mình thấy là mình rất thành công bữa quay hôm nay, bởi vì nó hấp dẫn, là một món mới của Sài Gòn mình nữa để cho cả nhà có thể là thưởng thức. Ok, mình sẽ ăn tiếp. Hơi cay thiệt rồi đó, bây giờ còn cay nè. Cả nhà mình ghé thử thì bình luận ở bên dưới cho Ngọc biết nha. Và mọi người nếu muốn xem video đầy đủ nhất có thể thì sẽ xem ở YouTube của Sài Gòn Phố và những ở những chỗ khác. Thì sẽ được cắt nhỏ ra, video ngắn ra để cho cả nhà dễ tiếp cận hơn. Ngọc xem tiếp và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của kênh Sài Gòn Phố nha. Bye bye cả nhà. Có bị chói chị không á? Không đúng không? Để vậy cho nhìn cái nồi nó sáng lên, được rỡ lên. Ok.
kiểu là đặt topping luôn á, đặt cái phần tô này là tô giò không, nội dung ở trong luôn á đó nhờ. Dạ giò với thịt nạc á em trai. Dạ dạ chị, giò đó mình cũng phải chọn lọc đúng không chị? Đúng, em rồi. Thấy cảm giác nó ngon quá. Ngon không? Dạ ngon, nó bung đơn ra mà nó tròn đều mà dễ gì, dễ gì ha. À. Rồi tô của anh nè, nói anh có cọng lá dứa gắp ra giùm mẹ. Rồi mắm gừng của bạn nè. Ô mẹ bán tăng thở ngay. Anh quá trời, anh xong đi mua cho em ký bịch đựng cháo hết rồi, bịch này nè hết. Chị không ai rửa tay đâu, tính tay mình làm luôn cho nó rồi nêm nếm rửa tay được hết, từ khâu sơ chế tới khâu nấu tới gia vị là chị hết. Chị ví dụ như món này mà chị thấy ở khó nhất là ở phần nào? Cái dù khó nhất mà đối với chị thì nó không có cái nhất, nhưng mà phải kỹ. Tất cả những thứ này trước khi nấu đã luộc qua, đổ hết toàn bộ để cho ráo nước. Dạ. Không phải những rửa, rửa xong bắt đầu luộc cái nước đầu tiên là đổ hết toàn bộ. Nó mới ra được không hôi bò, không bị tanh, không có bị đục. Hiểu rồi, vậy là biết đó là... Nói chung khó mà dễ, dễ mà khó. Nhưng mà kỳ công phải kiên trì nữa. Phải kỹ. Dạ, kỹ. Nên là... Cái xóm chị bữa sáng là tất cả các xóm làm rau đồ giùm. Dạ. Làm củ kiệu, thủ công, làm tay, luộc nhỏ nhỏ xíu xíu, luộc hết. Luộc hết toàn bộ. Cái này là làm thủ công không? Không có đặt ngoài chợ. Phải mua thịt tươi về, bắt đầu mình từ cái khâu rửa, ráy, ngâm muối, rồi luộc, đổ xả xong xuôi rồi. Dạ. Đưa tiền chủ đi mua bì con. Mua bì cháo. Vậy là làm từ sớm luôn á chị. Mấy giờ là chị phải đi, phải thức rồi? 5 giờ là phải chạy đi lấy rau, lấy nấm. Cái rau răm, nấm, hành, ngò, thịt à. Mình chọn lựa xong mình nhờ người ta giao tới. Rồi làm miết cho đến trưa người ta bán luôn. Đúng rồi. Chò bò bắt đầu nở đây nè. Dạ. Đó ngon rồi đó, bắt đầu chị gấp ra nè. Gấp ra một số cái đã cho nó mềm. Dạ. Rồi chị gấp ra bớt ha. Dạ, chị cứ làm. Cái này nè. Đây là giò bò gấp ra cỡ thôi là mềm. Cái nồi đặc thù dạng như đồ ăn luôn á. Quá trời. Vậy là sẽ đảm bảo trong đây độ thơm, độ ngọt là đúng thơm. Rồi. Dạ. Thì nhìn là biết rồi đúng không? Ừ, đúng rồi chị. Cái này là dựng bò nè. Dựng. Trước khi bán là chị phải cắt vậy nè. Cắt là để làm gì cho nó nứt ra, cho nó để ăn dễ ăn. Nở ra. Đó, thấy không? Đó. Wow. Thấy chưa? À, rồi đó. Nhìn cái độ gân là cũng thấy ngon rồi. Ừ. Cái này cũng vậy, phải cắt ra. Cắt nó nở ra. Đó, thấy không? Dạ. Cắt nó nở gân ra. Thì bớt bớt ra là nó chắc mấy chú là thích ăn lắm nè. Nãy chú kia nhìn mà chú vỗ tay luôn á. Vậy hả? Chú nào? Chú mới vừa mua đó chị. Vậy hả? Cái chú mà chú mua một cái phần giò mang về đó mới vừa luôn á. Chú nói trời ơi quá mà chú vỗ tay vậy đó. Vậy hả? Chị không thấy. Dạ. Lúc đó chị vô lấy đồ đấy. Có nhiều cô lớn tuổi, mấy chú lớn tuổi mà đi xa quê lâu năm á. Thèm muốn cháo bò á. Rồi chị bán, khi bắt đầu ra bán là hầu như là mừng á. Mà ngay nào cũng... À. Ok, có liền luôn. Cháo giá bình thường đó bạn ơi. Thay lại món quê hương nên mọi người đúng kiểu rồi. Rất là phấn khích. Thật đó là cảm giác thật luôn á. Mừng lắm luôn á. Đôi lúc mà hết cháo mà mình kêu hết mà người ta cứ sợ mình không bán là cứ bán đi, không có tính tiền, bao nhiêu tiền cũng được. À. Ừ. Chị nói trời không phải hết cháo. Dạ. Phần đầy đủ. Có một cái quay nữa. Cắt giùm mẹ đi con, lấy một cái kéo bỏ sẵn cắt giùm mẹ đi. À bạn ơi, hôm nay không có xương mà có giò nha. Ok, chờ chị xíu nha em trai. Thăng long với thịt gân được không em? Tìm cái cùng thời à. Còn bò viên là phải bò, phải là gân nữa. Phải có gân. Bò viên này dễ mà. Bò viên này thì ai làm cũng được rồi. Mua gân bò, thịt bò về nhầu với tiêu hành nước mắm thôi. Cái này dễ. Cái gì khó cho riêng bò viên là rất dễ. Chị thấy Sài Gòn người ta bán cháo bò hết đó.
cái khó là ngày xưa chế cực người ta không có làm. Cái thứ hai là lợi nhuận ít. Nó bò á. Rất lợi. Có nghĩa là ít lời. Đúng rồi. Dạ. Em nghĩ cái giò bò trên 100 ngàn một cục đó bán 50 ngàn thì nửa ký rồi, cục có 5 lạng đó. Ừ. Không phải ít đâu. Nhưng mà chị nói chung là chị bán món này chị xác định lợi ít đúng không? Lợi ít. Chắc chắn người ta sẽ biết, nếu dễ ăn quá thì người ta đã làm rất là nhiều. Đâu phải là không ai nấu được đâu, ai cũng nấu được hết. Chỉ cần mà hương liệu nó tươi tốt là ngon à. Rồi ok, của bạn là 35 ngàn nè. Anh để trong cả lộn. Bánh quẩy cắt giùm mẹ đi con ơi. Rồi nè, thịt với là giò đi. Thịt với giò đi anh trai ha. Huyết không em? À thăng long lộn. Thăng long. Rồi đây là có thăng long nè. Miếng này là miếng thăng long nóng luôn. Dạ. Đây. Đó. Thấy không? Bè. Đó là thăng long. Ăn cái này mới mê luôn. Ừ. Rồi em mới ăn cái này nè. Sừng sực kìa. Hay ngồi cái chỗ địa điểm bên cái bảng đó. Giờ hôm nay không có chỗ phải chạy qua đó. Bị bức chờ đi trễ quá, bị bức chờ rồi. Ủa là thường ngày có bàn bên kia nữa hả? Không, sát đó ngồi quanh đó thôi. À quanh cái bảng thôi. Mới mua về với gọi mang đi, người ta gọi qua số cho luôn. Chị không có app nha. Nghĩa là mua tại chỗ ở đây thôi. Mua hoặc là người ta từ xa gọi điện tới đặt ship qua rồi mình đặt trả ship cho người ta, người ta bao chở đi. Người ta trả tiền á. Rồi mời em trai. Vậy là tới phút này là phải xin số điện thoại của chị rồi. Để khi mà mọi lần lên mạng thì có thể được. Đúng biết. Đúng rồi, những người chị không coi TikTok thì người ta xin số. Còn những người coi TikTok thì lấy số ở trên. Dạ, vậy chị đọc giúp em số điện thoại chị luôn nha. Số của chị hả? Ừ. Số của chị là 0935. Dạ. 284. Dạ. 349. Số Zalo luôn nha. Ừ. Zalo tên gì chị? Thì Zalo là như Đoàn Thị Phượng đúng không Đoàn ta? Đoàn Thị Phượng. Dạ. Rồi ha, rồi đó mọi người có số điện thoại luôn á thì tiện hơn là nếu mà bạn ở xa thì có thể điện thoại để trao đổi nha. Ship đi nha cả nhà. Đó. Xíu nữa đi con, xíu nữa rồi mẹ đưa qua cho. Giờ cho chị về lên chút nữa nha. Dạ, em cháo dạ, miếng dạ, nữa cho nó ngon. Có huyết, có nấm vô ngon. Có như là chăm liên tục vậy luôn á chị. Đúng rồi, nồi lúc nào cũng đầy hết á. Chỉ có cái giờ cuối cùng là bắt đầu nó lưng á. Ừ. Cứ đầy mãi. Đầy mãi. Hạt xanh. Nồi cháo bò hạt xanh hả? Đầy hoài đầy mãi. Đó, 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 nồi cháo bò hạt xanh. Hồi xưa chị mới bán cũng vậy, bán cái nồi nhỏ hơn. Ừ. Đến lúc nào nó cũng đầy. Mấy anh thì lo đấy. Ủa bán chưa được hả em? Mới ra hả? Mà không, em ra lâu rồi. Ui sao trong cháo đầy dữ vậy? Chứ mình mất cười mới nói không, cháu của em cháu thật xanh đó anh ơi. Yeah. À. Thì ra cứ lo lắng cho chị là dạ. Sao mà lúc nào tối rồi mà cháu vẫn còn đây á. Sợ. Chứ người ta đâu có biết là chị cứ dồn nhưng lên mà đâu có đâu. Anh ơi bán cho em một chị trong liên tục à. Cải xanh. Cho nên đi với lại phần nó nhìn vậy là cả nhà mình thèm ăn hơn. Đặc biệt cháu của mình là có món cải xanh. Cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh để vào cháo. À. Của anh chị hai tô bình thường là 70 ngàn. Ăn chung, ăn kèm. Giữa quẩy 50 ngàn là 120. Cái gì nữa? Có ăn chả, ăn bánh hay gì không? Quán mà 99 nha. À 5 ngàn cháu thêm là 125 ngàn của anh chị. Ờ ok. Chị cho em xin địa chỉ ở đây luôn với lại. Địa chỉ của mình đây là 71 Ni Sư Quỳnh Liên. Dạ. Phường 10 quận Tân Phú. Tân Phú. À quên lộn, phường 10 quận Tân Bình. Kiếm chết luôn ạ. Phường 10 quận Tân Bình nha. Dạ đó mọi người lưu ý cái địa chỉ 71 Ni Sư Huỳnh Liên. Ừ. Phường 10 quận Tân Bình. Dạ. Trời ơi quên trời, bị la nữa. Nay quay run hả? Chắc đâu có run, em tìm chị là không có run rồi. Cái này chị cắt chị bỏ lên. Ngon quá. Ngon không? Cái này gì chị? Cải bè xanh. Bỏ chung của cháo luôn, nhưng mà ai ăn được thì bỏ. Bạn này bán. Quên. Cái món quá đặc biệt là phải đó chứ thay vì ngon 5 mà giờ ăn là phải ngon lên 7 chứ vẫn ngon 10 từ đó là mình cho ngang đó đừng quá 10 là ai cho điểm 10 thì mình nhận thôi dễ thương. Chắc dám bóc tay lỡ mất con bị la
Đúng là giờ mình kỹ xíu mình dùng vỗ tay. Thôi ăn cháo bình thường được rồi, vỗ tay. Yeah. Chị gấp mấy cái này ra nha. Giờ kiếp các bạn mà ăn chuyên gia mới nhất mấy anh chàng lớn lớn là người ta rành lắm. Thích chàng. Người ta nhìn ta mê. Quên hầm đuôi. Trời ơi, hôm nay không có đuôi rồi. Ấy. Quên giờ nói mới nhớ không nhớ đuôi luôn kìa. À, ngoài giò ra là còn có đuôi nữa. Đó, đuôi. Rồi nay lỡ kỹ thuật đây. Mắt. Dạ. Bắp. Ừ. Nè, mấy con giò này bé. Đó, vậy là bé. Nhìn là phải mê không? Nè, mấy con giò nè. Ừ. Phải có mấy bạn á là quay lên TikTok cái tô mà múc cho khách đưa ra bàn là phải bắt buộc mình phải mua là phải múc y như vậy gửi đi mới ghê nè. Ừ. Ừ. Phải quay lên là phải phải múc cho tôi tô cháo giống y như vậy đưa tới chỗ nè. Có nghĩa là vừa coi xong là phải làm cái tô như vậy đó nha. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là anh nay em quay sao là chị sẽ bán y chang vậy ha. Đúng, đúng. Ừ. Không là ý nói cái khách ăn á. Dạ. Nó nằm trên đó, mấy con mấy bác nằm bệnh viện mà liếc TikTok xong rồi tôi đang nằm trong bệnh viện rồi, nghe mới bộ y như vậy cho tôi ăn. Mắc cười dễ sợ luôn. Chị vớt cái chùm phèo ra nha. Chị vớt cái chùm phèo ra nha. Dạ. Nhiều quá chị bỏ cái chùm khác vào. Ủa em thấy có chân gà nữa hả? Chân gà cái đó là cái món của Huế. Dạ. Bắp gỏi. Bắp gỏi. Muối tiêu rau răm thôi. Dạ. Đúng rồi. Chanh muối tiêu thôi. Chị gấp bớt ra nghe bé. Dạ. Đầy quá. Tới cái độ chín nào đó là chị phải vớt ra để cho nó giữ được cái vẫn được cái độ ngon đó cả nhà. Rồi cái phần đó không thấy cục nào cũng y cục đó cũng ngon y cục đó đó. Dèo chị đưa ra ngoài. Món này là ăn nóng là ngon xuất sắc luôn hả chị? Mưa mà xuống rất phất một cái là xin lỗi em là chị là đứng là từ từ ai làm gì làm cho tôi bình tĩnh tôi mới bán được chứ còn mà đông quá là tôi thua. Tại vì trời mà nóng là đã mưa là cần hết ăn cái đồ mà nó nóng nóng mà còn cháo bò nữa là thôi rồi luôn. Mình mềm lắm rồi nè em. Mềm. Hôm nay em quay đẹp hơn các bạn kia vì có sự chuẩn bị đấy nè. À vậy hả? Đồ nhiều quá làm không kịp, chị làm sẵn rồi còn mấy bạn kia quay là nó chưa có sắc. Cái gì cũng còn nguyên thủy cả mâm lớn vậy đó. Dạ. À giống như là còn nguyên cục chưa có sắc ra. Đúng rồi, sau đầu khách tới ăn cái nào sắc cái đó luôn. Không có làm kịp giống dạ. Như vậy đâu. Nhìn hoành tráng quá trời. Đấy đi. Chị em, như nãy em có hỏi là em tưởng là mình bán cháo mình sẽ bán buổi sáng. Nhưng mà lý do tại sao vậy chị? Vì mình làm không có kịp á em, vì mình lấy hàng nóng, hàng tươi á. Nhất là giò bò hầm lâu á, em phải từ 5 tiếng, 6 tiếng mới bắt đầu mềm. Mà mình muốn hàng ngon thì mình phải làm buổi sáng, hàng nóng người ta giao tới, chờ người ta giao tới thì trễ giờ. Không muốn bán còn đâu bán được đâu. Nhiều khách yêu cầu lắm, yêu cầu mình bán buổi sáng lắm nhưng mà không có kịp em ạ. Đúng rồi. Giống như cái mắt hồi nãy chị nói là bà hầm từ hồi sáng giờ nhưng mà đúng nó rồi. Vẫn còn... Giống mắt đã chưa có mềm, xíu nữa nó sẽ mềm. Nhưng mà bây giờ thì nó chưa có mềm. Một tô như vậy đầy đủ đó. Cái này là 35k nè. 35k. Cái đó là lòng các loại, lá sách, tổ ong, lá mía, dồi, phèo. Mà đây là kẹp chứ. Dạ rồi, đây em kèm chén mắm gừng. Một cái bánh muối chanh nè. Đây là trứng gà. Dạ, chân gà bớt gỏi luôn. Trứng gà làm gỏi theo kiểu miền Trung Huế đó. Dạ. Chỉ muối tiêu chanh với rau răm với hành tây thôi. Đem hết món Huế vô đây. Em thích không? Dạ thích chứ. Hồi em ăn thử nha. Ăn ớt nhiều vô cho chị nha. Dạ. Ăn xong tặng hũ ớt mang về ăn nha. Xỉu luôn á. Ăn nhiều vô là xỉu luôn á. Chứ lần trước em đi Huế xong cái ăn có một miếng thôi mà đứng lên chóng mặt luôn. Ăn ớt mà chóng mặt luôn hả? Anh em được vô làm vua chưa? À làm hoàng hậu chưa? Dạ có vô nhưng mà chưa có làm hoàng hậu. Vậy hả? Bây giờ hoàng hậu là hoàng hậu đồ hả? Điềm nhé. Đi vui quá trời luôn. Vui hả? À vui. Hồi các em đi cách đây chắc cũng chừng chắc 4-5 tháng gì đó chị. Là em cũng có sẽ có quay, em có quay gân kiệu của chị. Chị Đông hả? Dạ. À, bé Đông đó. Dạ, là họ hàng với chị luôn á. Ờ cứ vô mà mai mốt ra quay nó chị Phượng, hỏi chị Phượng là nó biết chị Phượng. Mê mới quá mà em đi 2 lần rồi đó. Vậy hả? Trong 1 năm.
Vậy hả? Dạ. Em ra ngoài đó em quay nhiều là món gì? Em quay nhiều là món bò cái gì ta? Bún mắm nêm. À, bún mắm nêm hả? Ờ, em hay ăn bánh canh cá, bún bò Huế của cô o gì ta? Để em nhớ rồi. O gì mà lò củi á. Bún bò. O nào cũng lò củi. O nào cũng ngoài Huế là o nào cũng nấu lò củi hết. À. Mà giống như chúng mình đây. Dạ đúng rồi. Thôi nên em nhìn thấy món lò củi rất là đặc sắc. Tôi đầy đủ rồi bạn. Nhưng mà lòng bò đầy đủ. Rồi ok. Nhưng mà tiếc là em chưa có ăn cháo bò ở ngoài hẳn ngoài Huế. À. Em chưa biết quán nào hết. Em ở đó cô đây em ăn cái là khác rồi. Dạ vậy hả? Giống như gia vị là mình nêm nó khác là đúng không chị hả? Nói chung mỗi người nó có mỗi khác. Dạ. À. Giống như em ăn món nguồn Huế ở ngoài thì cái gia vị vẫn khác của nguồn Huế của mình ở trong đây. Ở ngoài thì kiểu người ta sẽ nêm ít ngọt lại, ít đậm đà lại. Cháo bạn ơi. Nói ngon lắm thì có người tới quay á. Vậy là anh có coi hả? Anh hả? Dạ đúng rồi, em tên Ngọc á. Thêm chữ Sài Gòn Phố. Trời ơi, đẹp gái đó, người ta biết hết trời ơi. Ngoài đẹp hơn trong đúng không bạn? Đúng không? Đó, thấy chưa? Chắc em không phải ăn hình không? Tướng to lắm ai à. Nhỏ xíu à. Vậy là phải đổi thừa là người quay phim nha chị. Tại vì phim em xấu thôi đúng không? Ừ. Đừng là cô dâu 8 tuổi. À. Anh ăn ở đây lâu chưa? Mới lần đầu tiên. À vậy hả? Nhưng mà sao anh biết? Xanh. Dạ. Dạ. Rồi bà chủ nổi tiếng rồi. Quay lên cho mọi người biết đến là ở đây có món cháo bò ở Huế. Cháo bò đã rất là đặc sản mà có gân kiệu nữa. Của mình hai phần là 70 đồng bạn ơi. Anh ơi. Rồi, của bạn 70k rồi. Rồi. Bé dạy subscribe bé. Dạ. Đúng là nồi cháo thạch xanh dữ ha. Giờ là đầy nữa rồi á. Sao mà bọn mấy cục gân này nó ngon rồi bé đẹp. Dạ. Rồi em ăn mấy cái. Ờ, nó bung quá hả chị ha. Nó dẻo quá, ngon. Dẻo. Cái da uổng kìa. Thôi gớt. Ủa, mất luôn rồi đó. Có chân huyết rồi mẹ ơi. Dạ rồi, có liền chân huyết nè bạn. Có rau, có hành không? Cao điểm khoảng mấy giờ hả chị? Ý là thường cao điểm nhất là mấy giờ chị? Cháo chị hả? Ừ. Nói chung là cao điểm mà giờ hỏi chị cao điểm là mấy giờ là giờ không biết, nó đông nghẹt tới chiều luôn. Giờ không biết cái giờ nào cao điểm luôn á. Anh dạ. Em đưa ra cho bạn. Chị ăn cháo gì em làm chị? Cháo lòng hay là cháo thịt? Chị có ăn rau giá không chị? Ok chị. Dạ rồi, quả nước béo đúng không? Không ăn nước béo đúng không? Buồn cái là dứa quá à. Tại ra là mình lỡ bị xúc á, nên nó bị dướng. Bị dướng hả? Không nước béo. Tiêu. Rồi bưng cho cô này con ơi. Mắm gừng. Mắm gừng. Dạ. Đây là mắm gừng. Ừ. Bò là phải đi kèm với mắm gừng. Ừ. Mắm ngon. Đúng ngon. Không? Nhìn bầm nhuyễn mà nó sắc á. Xay ấy cho bầm gì nổi. Cái này là mía. Cái này dồi. Gừng. Đồ rau giá. Mỏng. Mỏng là mỏng.
mình thêm cái bò viên vì nó hơi nhỏ nè. Ủa vậy mà nhỏ hả chị? Cái này nhỏ là mình phải thêm bò rồi cho người ta. Dạ. Đúng rồi. Chứ em thấy đó với em là cục đó là to lắm rồi đó. Vậy hả? Vậy vậy là to rồi đó. Chị bán mà chị cũng tham lắm, chị muốn bỏ cho bự cho người ta. Chị nhờ người ta chặt lớn lớn một chút, đừng có chặt mỏng. Dạ. Đúng rồi, nhìn cho nó ngon em. Kèo này là người ta mê lắm luôn đó. Chú Linh chị đưa vô cho nóng. Ăn nó sẽ có cái độ béo. Là móng bây giờ 50 ngàn lắm hai. Gấp miếng sẽ nhỏ bên đây. Đâu anh? Cho em xin miếng mắm mặn anh. Cho mẹ một tô luôn. Bé ăn cay được không em? Dạ ít thôi chị. Rồi ok. Rồi, ok anh đây, không, à, bỏ đó, bỏ sát bên, bỏ sát bên luôn. Một tô móng. Là giờ là có bên năm bì á. Con năm bì cháo lấy cái nước chấm rồi cô để cho con thành hai phần nha. Ok rồi cô sẽ làm cho em hai phần nha. Cô để hai ngàn rồi rồi. Rồi của em bên này mấy nè? Của em đó là 50k. Em ơi em đây là mua bì á. Em đây em chạy xe qua đó cho anh. Mệt rồi hả chị? Thiệt quá. Đau quá. Chưa uống là phải chạy mà. Khoan là chị uống một xuống nha. Dạ rồi, để em lấy cho chị. Chia ra hai bịch lớn này con trai. Một bịch 5 phần trước cho chị nè. Rồi cái này hơi bộ ngoài đi. Bỏ hai bịch này, chia ra hai bịch nước mắm này, bỏ bịch to lên. Hiểu không? Rồi để bắt đầu mẹ đưa cháo vô. Mẹ làm cho bác con tôi cháo lòng trước cái đã. Bác ăn giò đúng không? Rồi mẹ làm lòng đi. Bạn kêu là 3 phần 100 hả chị? 3 phần 300 1 phần 100 ngàn, 3 dạ. phần 300 và 10 bọc cháo à. 10 phần cháo bình thường đầy đủ. 3 hộp gỏi 300 ngàn. 3 hộp gỏi á? Đúng rồi 3 hộp. 3 hộp là chắc phải bỏ 3 bì ớt. Đúng rồi. Không, cứ chia cho bạn đi. 2 phần là bạn tự chia. Còn nước mắm là cho 3 bịch á. Bưng cho bác trai trước nè. À cho anh bên kia hả? Từ từ nha, cứ trật tay nó đổ nó nha. Không có bụi. Rồi mắm gừng của anh nè. Từ đó chia giùm mẹ nha. Giờ mẹ làm cháo bạn trước nè. Mẹ bạn phải đeo bao tay bạn mới lấy được nha. Anh xoàn bịch giùm em. Bẻ miệng ra, bẻ cái miệng ra bịch bừng cháo của anh. Rau giá để riêng cho mấy bạn nha. Cô trong nhà bóc cho mẹ rau với giá, rau thơm, rau giá. Cải xanh đây bịch nữa con ơi. Cột lại đàng hoàng nha. Cho xin mỡ. Rồi giờ nè. Anh lại cho tôi mới chia nịch luôn đó. Lại chia thông quá. Chia nịch. Sợ. Cảnh trường. Qua đây. Cả nhà thấy là nãy giờ đó, là khi mà mình quay video là lúc nào cũng rất là đông. Trời ơi. Khách vô nữa nè, cả nhà. Vô trong ngồi giùm chị nha. Vô trong ngồi giùm chị trước đã nha. Vô trong nhà bò hai ghế vô. Chị đang bận chút. À lấy hai ghế thu mà đó. Khách quen hả chị? Hả? À, khách quen từ bên kia hôm qua mới đặt nhiều phần lắm. Dạ. Giờ hôm nay đi qua ăn luôn á. Không
hôm nay là thèm cháo nữa rồi. Lấy gì ạ? À, em ngồi đây chơi đi. Ba nè, em mở miệng đi anh. Bốn nè. Rồi, cô đang tính cù làm đây. Mấy chục cháo. Năm nè. Em đi làm. Một chục cháo. À em nào, mang về ăn đi. Mang về, đây hả? Rồi, cô đang làm cho con đấy. Giờ khách vô nó chờ cho em xíu nha, đừng có hối nha. Cái nào thì chọn cái đó thôi. 2, 4, 5. Đúng rồi, con thiếu 2 bịch. Đổ mồ hôi luôn rồi hả chị? Ừ. Mệt rồi. Rồi năm nè. Đổ mồ hôi luôn rồi. Đây mới 3 còn 2 bịch nữa. Mấy bạn đi xa này mình phải ưu tiên. Ừ. Ưu tiên là để em gì thêm cho ngon rẻ, cái công người ta đi lên tới đây xa quá. Hóc Môn mà chạy lên đây mua 10 bịch cháo là xa lắm luôn á. Dạ. Một nè. Trời ơi, tận Hóc Môn. Tận Hóc Môn luôn. Đặc hơn. Ừ. Tiếng hả? Cận tiếng hả? Ừ. Em Bình Thạnh nè, cũng dặn tiếng hả? Bình Thạnh luôn hả? Ờ, dạ. Dạ không, em quận 8. Mọi nơi luôn á. Tự nhiên cái hàng mọi nơi. 10 phần là 350 với 300 gói là 650. Ừ. Thì chị nói hai em mà không đi ăn sớm là chập nữa là tụi em nhịn đói luôn á. Dạ. Đúng chưa? Đâu còn chỗ đâu ngồi đúng không? Hơn là mình đã tranh thủ mình ăn rồi mình mới quay nữa đó cả nhà. Chơi cho cô xíu nha bà. Mình không có chỗ. À rồi nè. Để cho khách mổ trải nghiệm ăn nữa cả nhà. Dạ cái này vô trong nhà giùm cho mẹ cái em ơi. Ba phần gỏi mới căng lên nè. Bán mà tầm bậy tầm bạ là nó mất kỹ thuật cái là người ta chê đó. Nó đùa đâu. Bây giờ có đông đi chăng nữa thì. Đúng rồi, thấy từ từ này nó múc cho nó ngon, nó chất lượng. Nó ẩu không được. Rồi. Giò mấy em? Giò một phần giò là một phần giò với cháo là 50. Nhỏ thì 40, to thì 50, nhỏ nửa thì 30. Ăn miếng nào chọn là chị lấy, chị không có lấy mắt đâu. Ok. Lấy bộ giò riêng nữa. Đầy đủ. Lấy bịch quái vô đi bạn ơi, lấy bịch quái vô nè. À của mình đặc biệt đúng không? Đặc biệt mà có ăn giò không hay là ăn lòng đầy đủ thôi? 40 ngàn thôi. Làm thêm 50 ha. À rồi 50 rồi làm thêm đủ 50 nè. Rồi giờ múc này con. Cho chanh nữa cô cho bạn nha. Rồi, bỏ đầy đủ. Chưa có mắm gừng chưa? Mắm gừng chưa? Rồi luôn. Rồi của bạn này 50 nè. Rồi xong. Rồi cho hai bạn bên kia ăn trước nha. Bạn bên kia ngồi chờ lâu rồi đúng không? Rồi tôi cho bên này 50 nè. Đầy đủ nhưng mà không có ăn giò đúng không? Ok. Hai. Em áo đỏ 35 ngàn. Ăn bình thường. Rồi. Thăng Long không hả bạn? Rồi, một anh Thăng Long không nè. Nó có thêm thông dịch viên đứng sau sướng chưa? Lần nào qua ăn cũng bị dính trưởng á. Vậy hả? Ừ. Chờ không chị? Rồi, chờ chút chỗ nè. Ngồi á. Trời nó kêu gần hết son rồi mới ăn. À dạ. Rồi cho em gửi tô đầy đủ nè. Đây. Tô này Thăng Long không hả bạn? Đầy đủ, một tô đầy đủ nữa. Có luôn. Bên hai tô gì? Theo mình làm miếng không? Một tô không ăn không giả. Rồi, theo bên làm miếng không ăn không giả. Có bịch về hả con? Có bịch về. Một tô không ăn không giả nha. Không ăn không giả, có ăn rau má không? Có rau má không? Chọc quá quẹo á. Ghèo á. Ghèo á. Không quẹo á. Tô này Thăng Long không này bạn ơi. Có. Bên này một tô đầy đủ ấy. Tôi đầy đủ, tôi đủ đây. Rồi, cho nhà xong được. Đây, đúng rồi.
mấy chén nước mắm nữa. Một